Chào mừng các em trở lại với channel. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review thử một sản phẩm quạt giá rẻ. Trong cái mùa nóng nực này thì những cái quạt nó rất là cần thiết luôn. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái quạt không cánh, mình thấy nó cũng khá thú vị, đặt mua review thử. Thứ nhất, cái những loại quạt không cánh như thế này á, nó sẽ rất là an toàn, nhất là gia đình chúng ta có trẻ nhỏ thì mua những cái quạt như thế này rất là hợp lý luôn. Thứ hai nữa là mình đã từng sử dụng qua thì thấy cái luồng gió của những loại quạt không cánh này nè rất là dịu, giống như gió thiên nhiên vậy đó, nó không phải bị mạnh bị áp như là những cái loại quạt bình thường. Và cái quạt này sử dụng pin sạc đó, nó cũng tiện. Hôm nay chúng ta review thử coi. Và cái giá thì rất rẻ luôn anh em, chỉ có 279.000 thôi. Link mua hàng như thường lệ mình cũng sẽ để dưới phần description cho anh em. Đây, nó sẽ có 3 màu, màu trắng, màu đen và màu xanh dương. Sử dụng nguồn 5V 1A, công suất là 5W, khá là gọn luôn. Nó nhỏ hơn mình tưởng tượng nhiều nha. Trên hình ảnh mình thấy nó cũng khá là lớn. Trên hình chụp này chúng ta thấy nó gần bằng người luôn nè, nhưng mà bên ngoài thì nó nhỏ lắm anh em. Bên trong này chúng ta có quạt rất nhỏ luôn nè anh em thấy nè. Nhỏ như thế này thì nó sẽ phù hợp với trẻ em, và thứ hai nữa là có thể phù hợp với ngồi văn phòng. Và đây chúng ta có dây USB Type-C. Trước tiên về ngoại hình nha anh em, cái màu nó cũng khá là đẹp, sử dụng nhựa nhám, tuy nhiên là chất liệu nhựa nó tương đối thôi, nó không đem lại cảm giác cao cấp nha, không đem lại cảm giác rắn chắc nha. Bên hông đây cũng vậy, trên video thì anh em có thể thấy nó đẹp đó, nhưng mà bên ngoài nó khác, bên ngoài nó không có được đẹp như trên video đâu. Nhìn nó đúng ra chất có sản phẩm rẻ tiền. Sau này chúng ta có USB Type-C để sạc. Bên hông thì có hai cái khe hút gió vào nè. Quạt này thì sử dụng cái từ khá là kêu đó là quạt không cánh, nhưng mà thật ra nó có cánh nha nè, cái cánh nằm ở trong đây nè, nó hút gió nó đưa ra đây. Rồi đây chúng ta có màn hình, quạt chạy rất là êm luôn nha. Đây chúng ta sẽ có cắm sạc như thế này, còn cái phần trăm pin thì chúng ta không thấy nó báo à. Cái gió nó ra thật sự rất là dịu nha, dễ chịu lắm, nó như gió thiên nhiên vậy đó. Cái khoảng nó thổi ra thì khá là nhỏ luôn, do quạt này nhỏ quá mà. Gió ở cái khu vực cao này nè, bên trên này nè, nó là mạnh nhất, còn phía dưới đây là nó rất yếu luôn đó, gió chỉ tập trung nhiều trên đây thôi, và đây là mức mạnh nhất nè đó, nó chỉ được như vậy thôi. Nếu mà so với những cái loại quạt có cánh mà cùng kích thước á thì thật sự là nó yếu hơn nhiều lắm nha. Nếu mà để quạt người á là mình thấy là nó không có xi nhê gì đó. Thì cái quạt này mình thấy là thích hợp nhất á là anh em dùng để trên bàn làm việc, cho nó quạt thẳng vào mặt như thế này nè, nhưng mà được bù lại là nó sẽ dịu. Thứ hai là vì cái tính an toàn của nó đó, sử dụng cho trẻ em. Được cái giá thì quá rẻ, nhưng nếu mà muốn cái chất lượng hoàn thiện cao cấp hơn, cái độ mạnh cao hơn, người ta phải đến phân khúc cao hơn rồi. Phân khúc 200 mấy ngàn thì chỉ dừng lại ở như thế này thôi. Ok, như thường lệ bây giờ chúng ta sẽ khám phá phần cứng bên trong anh em nha. Ok, sau khi chúng ta tháo các ốc ra thì chúng ta sẽ được như thế này. Nhìn chung chất lượng nhựa của sản phẩm này anh em thấy là thuộc sản phẩm giá rẻ mà, không thể nào cho được cảm giác cao cấp, cảm giác đẹp đâu. Rồi chúng ta sẽ tháo phần sau ra. Đây là kết nối vào USB sạc nè. Tiếp theo đây là mạch điều tốc, sẽ dẫn ra pin để sạc nè, và lấy nguồn từ pin. Đây thì chỉ có một viên pin 18650 thôi, nhưng pin cha thì chúng ta sẽ dễ dàng thay. Ở đây nó còn một cái khe trống, nếu này muốn cái thời lượng sử dụng lâu hơn thì có thể lắp thêm viên pin vào đây. Và đây là dẫn vào động cơ. Đây động cơ có cho cái thang thôi, bình thường ép tiền thôi. Đây, chính là cơ cấu này nó sẽ tạo ra được cái sự êm ái nè. Cơ cấu quạt sẽ giống với máy lạnh đó, luồn ngang lên thế này nè, rồi sẽ hút gió hai bên đây và luồn lên phía trên. Okay, cấu tạo phần cứng bên trong thì nó đơn giản như vậy thôi. Sử dụng pin sạc như này nó cũng rất là tiện lợi, nó linh động, chúng ta có thể mang theo rất là dễ dàng luôn. Kích thước rất gọn luôn nè, hơn bằng tay mình có tí xíu thôi. Ok, cảm ơn các anh em đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.